Chào các em, hôm nay chúng ta bắt đầu bài 15, bài cuối cùng của quyển 1 giáo trình đường đến nước Nga. Những em nào mà học đến bài 15 này, bắt đầu học bài 15 này thì chúng ta đã đi qua cả 6 cách rồi. Chúng ta đã biết danh từ là thế nào, đã biết động từ là thế nào, động từ chuyển động là thế nào và cũng như là các đại từ sở hữu. Như vậy chúng ta đã có một cái vốn kiến thức khá tốt. Nhưng mà để có thể là hiểu biết hơn nữa về tiếng Nga thì chúng ta cần phải bắt đầu học cả quyển 2 nữa. Chúng ta sẽ học về tính từ, cách biến đổi danh từ số nhiều ở theo các cách. Đó là cái điều mà chúng ta chưa học ở trong quyển 1. Tuy vậy, đến thời điểm này chúng ta cũng đã nói khá tốt bằng tiếng Nga rồi. Chúng ta đã có thể nói được rất nhiều điều, thậm chí rất nhiều điều cơ bản, có thể hỏi, có thể giao tiếp và có thể kể chuyện bằng tiếng Nga rồi. Đó là một cái điều rất thú vị, phải không các em? Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bài 15 nhé. Bài 15 của chúng ta là tổng hợp tất cả các kiến thức mà chúng ta đã học từ bài 1 đến bài 14. Đầu tiên, chúng ta sẽ học về, ôn lại sẽ về ngữ điệu IK là ngữ điệu. Ở đây, tôi có một cái kinh nghiệm như thế này. Người ta viết cho chúng ta ngữ điệu 5 này, ngữ điệu 2 này, ngữ điệu 1 này, ngữ điệu 3 này, ngữ điệu 4 này, vân vân. Các em không cần phải đau đầu lắm về cái chuyện đó đâu. Quan trọng nhất là chúng ta nghe người ta và chúng ta nói đúng như thế, hoặc là áng áng được gần như thế là đã là điều tốt lắm rồi. Thế bây giờ các em bây giờ nghe tôi đọc nhé. Tôi đọc có thể là nó sẽ có một chút gì đó hơi khác so với cái ngữ điệu đọc của người Nga. Thế nhưng mà điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện người Nga có thể hiểu tôi nói một cách rất dễ dàng. Красивое, какое красивое здание. Какое красивое здание. Ôi, ngôi nhà này đẹp quá. Đó, đây chúng ta có thấy dấu chấm than. Thì tất cả những cái câu cảm thán như thế, tức là câu khen ngợi như thế đều dùng ở ngữ điệu 5. Tất cả những câu có từ để hỏi, что, кто, когда, где, vân vân thì đều có gọi là ngữ điệu 2. Что это? Chúng ta nhấn mạnh vào từ để hỏi, что это? Và tất cả những cái câu mà câu kể kết thúc một cách bình thường thì gọi là có ngữ điệu 1. Это самая большая библиотека в России. Đấy là nó giảm đến giảm giọng ở cuối cùng. Ở cái từ cuối cùng thì gọi ngữ điệu 1. Nếu như câu hỏi mà không có từ để hỏi thì sẽ dùng ở ngữ điệu 3. Ngữ điệu 3 này sẽ được nhấn mạnh vào cái câu mà chúng ta muốn hỏi. Вы знаете? Cậu có biết không? Вы знаете? Cậu biết à? Tức là bản thân hỏi cậu biết hay là ai biết, đúng không ạ? Đó, thế vậy thì chúng ta có thể hỏi nhấn mạnh vào đây hoặc là nhấn mạnh vào đây, không quan trọng, đúng không? Vậy thì những cái đó thì trong quá trình nói thì cái dần dần các em sẽ hiểu thôi. Chúng ta không cần đau đầu lắm về cái chuyện 2, 3, 4, 5 này đâu, nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhé. Tôi đọc lại nào. Какое красивое здание? Что это? Это самая большая библиотека в России. Вы знаете, где находится это здание? Оно находится в центре Москвы. Там занимаются русские и иностранные студенты. А вы уже были там? Đó, đó là cái cách đọc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe người Nga đọc xem nó như thế nào nhé. Урок 15. Bài số 15. Фонетика. Задание 1. Bài số 1. Какое красивое здание. Что это? Это самая большая библиотека в России. Вы знаете, где находится это здание? Оно находится в центре Москвы. Там занимаются русские и иностранные студенты. А вы? Вы уже были там? Thế như vậy vừa rồi các em đã nghe người ta đọc. Nhưng mà tôi tin rằng là phải đến một nửa số các em là các em không để ý đến nội dung, đúng không ạ? Mà các em lại để ý đến cái phần gọi là ngữ điệu 5 này, ngữ điệu 3, ngữ điệu 2 nó đọc như thế nào. Vậy thì cái chúng ta quên mất nhiệm vụ chính của chúng ta. Nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là ngữ điệu 5, ngữ điệu 3, ngữ điệu 2 này đọc như thế nào, mà là cái nội dung của nó muốn truyền đạt là gì. Các em cần phải hiểu какое красивое здание thì các em phải tưởng tượng rằng là có một người đang đứng trước một tòa nhà rất đẹp, giang hai tay lên và cảm thán và gọi là khen ngợi, ôi ngôi nhà này đẹp quá, какое красивое здание. Đó, cái nội dung chính của người ta mà chúng ta cần nắm được là đó. Что это? Đây là cái gì vậy? Это самая большая библиотека в России.
Đây là một cái thư viện lớn nhất ở nước Nga. Вы знаете, где находится это здание? Bạn có biết là cái ngôi nhà này nó nằm ở đâu không? Оно находится в центре Москвы. Nó nằm ở chính trung tâm Moscow. Там занимаются русские и иностранные студенты. Các em phải tưởng tượng là ở trong cái ngôi nhà đó có những sinh viên Nga và những sinh viên nước ngoài, các màu da đang học ở đó, đúng không ạ? Đó là cái nội dung chính của các em, chứ các em đừng để ý đến cái số 3 này nhé. Там занимаются русские и иностранные студенты. À вы? Thế còn bạn thì sao? Вы уже были там? Bạn đã đến đó chưa? Đó. Vậy gì? Cái việc học tiếng Nga, cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu được và truyền đạt được cái ý của mình. Теперь, bây giờ, прочитайте текст. Các em sẽ đọc bài đọc. Самостоятельно определите типы ИК. Và các bạn hãy tự xác định là cái ngữ điệu của từng câu nó như thế nào. Thế vậy thì bây giờ như thế này. Để làm cái việc đó thì chúng ta đọc và dịch xong để chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó. Sau đó thì các em hãy nghe là cái ngữ điệu khi mà thầy giáo đọc cái câu này như thế nào nhé. Летом и зимой туристы едут в Петербург. Что они хотят узнать? Что они хотят увидеть там? Почему иностранные туристы так любят Петербург? Потому что Петербург – это город-музей. Какие здесь красивые старинные здания. Какие интересные музеи. Какие здесь прекрасные фонтаны. Вы уже были в Петербурге? Вы уже видели памятник Петру Первому? А Эрмитаж? А Русский музей? А Летний сад? Петербург – это история и культура России. Các em có hiểu được hết không ạ? Dịch nhanh nha. Летом и зимой туристы едут в Петербург. Cả mùa hè và cả mùa đông thì các những người du lịch đều đi đến thành phố Petersburg. Что они хотят узнать? Họ muốn biết cái gì ở đó. Что они хотят увидеть там? Họ muốn nhìn thấy cái gì ở đó. Почему иностранные туристы так любят Петербург? Tại sao những khách du lịch nước ngoài lại yêu thích thành phố Petersburg đến như vậy? Потому что Петербург это город музей. Bởi vì thành phố Petersburg đó là thành phố của viện bảo tàng, thành phố bảo tàng. Какие здесь красивые старинные здания? Ở đây có những cái ngôi nhà cổ rất là đẹp. Какие интересные музеи? Ở đây có những cái viện bảo tàng rất là thú vị. Какие здесь прекрасные фонтаны? Và ở đây có những cái đài phun nước thật tuyệt vời. Вы уже были в Петербурге? Các bạn đã đến thăm thành phố Петербург chưa? Вы уже видели памятник Петру Первому? Các bạn đã nhìn thấy cái tượng, bức tượng của vua Piotr Đại Đế chưa? À, xin lưu ý các em ở đây nhé. Памятник. Памятник là một cái bức tượng, một cái đài kỷ niệm, một cái tượng kỷ niệm nào đó. Nhưng mà kỷ niệm ai thì cái người đó được để ở cách 3. Ví dụ như là памятник Петру Первому là ông Piotr Первый của Piotr đệ nhất. Thế ví dụ như bây giờ chúng nói tượng bức tượng kỷ niệm của Hồ Chí Minh chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là памятник Хошимину. Хошимин và chuyển sang cái bà Хошимину là bức tượng kỷ niệm của Bác Hồ, đúng không ạ? Của Hồ Chí Minh. Thế vậy thì các em lưu ý đứng sau cái từ này mà muốn chỉ cái tượng kỷ niệm này của ai thì chúng ta phải để nó ở cách 3 nhá. A Eremitage, thế còn viện bảo tàng Eremitage, A Русский музей, thế còn viện bảo tàng Nga, A Летний сад, thế vườn mùa hè, Петербург, это история и культура России, và thành phố Петербург, đó là lịch sử và văn hóa của nước Nga. Vậy thì đầu tiên thì đã đọc cho các em nghe rồi, sau đó dịch cho các em nghe rồi. Thế và bây giờ việc của các em còn lại là gì? Là các em đọc theo, cố gắng đọc theo như vậy nhé. Thế còn cái việc mà các em xác định xem đó là IK mấy, thì cái việc đó các em không quan trọng đâu. Các em cứ đọc hay là được rồi nhé. Cố gắng đọc hay, theo như là thầy giáo đọc ở lúc ban đầu đấy. Có thể thầy giáo đọc chưa được hay lắm. Thế nhưng mà nói chung các em cứ cố gắng đọc được như vậy, hoặc là hơn thì càng tốt. Thế nhá, cảm ơn các em. Tiếp tục nào. Lexica. Lexica là phần từ vựng nha. Продолжите ряды слов по темам. Hãy tiếp viết tiếp những cái câu này theo đúng chủ đề. Кто больше наберет слов? Ai sẽ có nhiều từ hơn? Ví dụ như là семья, nói về gia đình, các em sẽ có những từ gì nào? Мать, отец, сын, дочка, vân 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 vân, đúng không ạ? Xin giới thiệu các em là
Hiện nay song song với lại bộ bài Đường đến nước Nga có bộ bài Từ mới. Và cái bài Từ mới ngày hôm qua chúng ta vừa học chủ đề gia đình. Chủ đề về gia đình. Ý trong đó có Dedushka, Babushka, Vnuk, Vnuchki, vân vân này khác đầy đủ hết. Ông bà rồi các cháu rồi là bố mẹ, cô bác là đầy đủ hết những cái từ này. Vậy thì bằng cái cách đó chúng ta sẽ thêm từ mới cho chúng ta, đúng không ạ? Và đồng thời cũng có bài về Gorod. Bài về Gorod. Đây là nội dung bài về gia đình. Ông bà này, bố mẹ, vân vân, tất cả các những cái từ mà chỉ các thành viên trong gia đình này đầy đủ hết này. Thì sau đó thậm chí ra ngoài xã hội cũng có này. Đó, đó là bài ngày hôm qua. Bài ngày hôm kia thì chúng ta học về thành phố. Đây, bài về thành phố đây. Thành phố mùa đông và thành phố mùa hè. Thì ở đây trong thành phố nó có những cái từ gì thì chúng ta đều có hết. Vậy ví dụ như là Gorod phải có những từ này, Ulitsa này. Thế còn ngoài ra các em sẽ bí, đúng không? Các em chỉ cần mở cái bài đó ra của chúng ta. Ở đây là gì nào? Park, Ulichny Fanar, Telefonny Budka, Проезжай чаще улицы, такси, автобус, школа, автомобиль, мотоцикл, vân vân này khác. Cực kỳ là nhiều luôn, đúng không ạ? Thế và ngày hôm nay thì đã có bài vào school để là bài về trường học, đúng không ạ? Mỗi một bài theo chủ đề này, tương tự như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta là bổ sung thêm từ vựng mới cho chúng ta. Cho nên song song với việc học cái bộ bài Đường đến nước Nga này, các em nên học theo cái bộ bài từ mới này nữa để củng cố và bổ sung kiến thức từ mới cho mình. Các em nhớ nhé, hiện nay bộ bài từ mới bắt đầu từ bài số 71 và đã đến bài số 80 rồi. Thế bài 71 là bài đầu tiên của học từ mới, và đến bài số 80 các em cố gắng gõ chữ học tiếng Nga cơ bản bài 71 thì các em sẽ tìm được cái bài đó nhé, để các em học nhé, cố gắng nhé. Đó, thế vậy thì bằng cái cách đó chúng ta sẽ làm được cái bài này, bài 1 này nhé. Thế bây giờ tiếp theo B. Распределите слова по четырем темам. Đây là gì nào? Các em hãy chia những cái bộ từ, những cái từ này ra theo bốn cái chủ đề. Найдите обобщающее слово. Hãy tìm обобщающее слово, một từ mà nó có tính tổng kết tất cả. Обобщающее là có nghĩa là обобщать, có nghĩa là tổng kết, nhớ nhé. Обобщать. Обобщающее слово. Một từ rất thú vị, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia được bốn cái chủ đề. Xem nào. Сыр là gì? Là đồ ăn, đúng không ạ? Сыр là phô mai. Поезд, tàu hỏa. Мебель, đây là đồ gỗ. Метро là tàu điện ngầm. Масло là bơ. Стол, cái bàn. Рубашка, cái áo. Салат, món salad. Каникулы là kỳ nghỉ. Автобус, ô tô buýt. Рыба, cá. Транспорт là phương tiện giao thông. Đây là chúng ta đã tìm thấy một cái обобщающее слово là phương tiện giao thông, đúng không ạ? Phương tiện giao thông là nhóm thứ nhất. Панто, áo măng tô. Стул là cái ghế. Трамвай là tàu điện. Одежда là quần áo. Vậy thì ở đây chúng ta có từ thứ hai, обобщающее слово là одежда. Từ thứ nhất là gì? Là phương tiện giao thông. Thứ hai là одежда, bởi vì chúng ta nhìn thấy đây có rất nhiều từ về одежда, đúng không ạ? Ботинки, giày dép. Дискотека. Дискотека là gì nào? Là sàn nhảy. Шкаф là cái tủ. Фрукты là hoa quả. Машина, ô tô. Кровать, cái giường. Продукты. Продукты là đồ ăn, đúng không ạ? Чúng ta tìm thấy từ thứ ba, продукты, là đồ ăn. Trong đồ ăn này, bởi vì chúng ta nhìn thấy có gì đây? Фомай này. Масло là bơ này, vân vân. Chúng ta salad này chúng ta sẽ cho vào phần продукты, đúng không ạ? Такси, xe taxi. Костюм là quần áo. Пельмени, bánh ами măn thắn. Шапка là cái mũ. Мясо là thịt. Шкаф, шарф là khăn quàng cổ. Кресло là cái ghế bành. Хлеб, bánh mì. Перчатки, перчатки là đôi găng tay. Гитара, гитара là cái gì nào? Гитара là cái đàn guitar. Молоко là sữa. Диван là cái диван. Брюки là cái quần âu. Музыка là âm nhạc. Теннис là gì? Là môn tennis. Thế vậy thì chúng ta tìm được ở đây mới được có 3 từ, đúng không ạ? 3 từ là gì? Транспорт là thể thao. Транспорт là phương tiện giao thông. Thứ hai là одежда là quần áo. Cái thứ ba là продукты là đồ ăn. Vậy thì còn cái thứ tư nữa mà chúng ta chưa biết, đó là từ мебель. Мебель là đồ gỗ ở trong nhà, đúng không ạ?
đồ gỗ ở trong nhà. Thì những cái này chúng ta sẽ nói về mềm biển, chúng ta sẽ cho divan, rồi là gì nào, kriesla, hoặc là ở đây chúng ta phải tìm một từ khác bởi vì nó còn có cả quần áo nữa, linh tinh nữa, đúng không ạ? Đó là cái nhóm thứ tư, nhóm thứ tư của chúng ta đấy. Ở đây trên thực tế có rất nhiều từ mà chúng ta không biết cho nó vào đâu. Ví dụ từ diskachek, chẳng biết cho vào đâu cả, đúng không ạ? Nó là sàn nhảy. Nhưng mà cái quan trọng, không quan trọng, cái vấn đề thứ tư đó là cái vấn đề, cái tema thứ tư, là cái chủ đề thứ tư đó của chúng ta là cái gì. Thì có thể tùy các em thích thì các em có thể là đặt nhé, và các em cố gắng là đưa xuống bên dưới video xem là các em sẽ nghĩ ra cái từ gì, để trừ cái phương tiện giao thông này, transport, phương tiện giao thông này, cái thứ hai adiardan là quần áo này, cái thứ ba product này, còn cái thứ tư là gì, các em sẽ giúp thầy giáo là đặt cho thầy giáo cái tên gọi là abab là từ tổng hợp nhé, để chúng ta có thể nhét tất cả những cái từ còn lại vào đó nhé. Cảm ơn các em nào. Tiếp theo nào, скажите какое слово лишнее, các em xem là từ nào thừa. À, chắc là đây có cái từ đó. Театр, билет, спектакль, артист, инженер, xem có từ nào thừa nào. Nhà hát này, vé này, vở kịch này, và các là nghệ sĩ này, engineer, chắc là engineer là thừa đúng không ạ? Thế nhưng mà trên thực tế nhiều bạn đã bảo trong nhà hát nó phải có engineer chứ, cũng phải có kỹ sư chứ, kỹ sư phụ trách về điện vân vân này khác đúng không ạ? Đó. Книга, экзамен, журнал. Книга, экзамен, журнал, газеты, библиотека, словари. À, ở đây có những từ gì thừa nào? Книга, sách này, журнал, газеты, библиотека, словари, và cái từ экзамен này là thừa đúng không ạ? Đó. Спорт, стадион, теннис, дискотека, футбол, команда, мяч, игра. À, chúng ta ở đây xem có từ gì thừa, tất cả đều thuộc về thể thao thì lại có дискотека, đây là thừa đúng không ạ? Đó, đó là những khái niệm mà người ta yêu cầu chúng ta là phải tách từ ra, những cái đó không quan trọng lắm, quan trọng nhất là các em phải hiểu được hết nghĩa của những cái từ này. Bài 3 của chúng ta nào. Найдите слова с общим корнем. Запишите их. Поставьте вопрос каждому слову. Hãy tìm những từ с общим корнем. Корень. Корень là một cái gốc, gốc cây chẳng hạn, rễ cây chẳng hạn, nó cũng là корень. Корень là cái rễ cây, là cái nghĩa chính. Thế còn ở trong từ ấy, từ loại thì корень này nó chúng ta gọi là cái gốc từ. Một cái gốc từ có nghĩa là trong tiếng Nga có rất nhiều từ nó có cái gốc từ giống nhau. Ví dụ sport là thể thao, sportman là vận động viên thể thao, sportchip là thuộc về thể thao đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì nó đều có cái gốc từ là sport, sport đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì chúng ta hãy tìm những từ mà cùng có một cái gốc từ, hãy viết chúng ra, sau đó thì đặt câu hỏi cho chúng đúng không ạ? Đặt câu hỏi cho mỗi từ đúng không ạ? Ví dụ từ sport chúng ta phải để câu hỏi là что, sportman là кто, sportchip là какой. Đó. Vậy thì ý nghĩa của cái bài này là giúp chúng ta là phân biệt, và làm bài cẩn thận thì nó phải là như thế. Nhưng mà theo tôi thì nó không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là chúng ta hiểu được những cái từ này là được rồi. À, thực sự nói thử với các bạn ý, tôi là người thiên về giao tiếp. Nếu mà bảo tôi phân tích về ngữ pháp, tôi có thể phân tích cho các em nghe về ngữ pháp, nhưng mà tôi hoàn toàn không thích cái việc đó. Tôi có thể chỉ ra rằng là đâu là từ loại gì, đâu là tính từ, danh từ, động từ, nhưng mà cái việc đó tôi cũng không thích. Cái thích nhất, việc thích nhất của tôi mà tôi suy nghĩ rằng là nó thiết yếu nhất đối với các em, đó là nắm được nghĩa của từ và sử dụng cái từ đó vào trong câu. Thế còn nó là cái gì thì đối thực chất nó là từ loại nào vân vân, đối tôi nó không quan trọng đâu. Vậy thì các em cũng nên học như vậy nhé. Các em học giao tiếp nên học như vậy. Chúng ta nắm được nghĩa của từ và biết dùng từ đó vào trong câu. Дружба. Дружба là gì? Là hữu nghị, tình bạn. Дружба. Любовь. Ở đây chúng ta nhìn thấy дружба và друг này là hai từ có cùng một gốc từ là друг và друж. Ở đây chẳng qua nó r g biến thành chữ r thôi. Đúng không ạ? Друг và дружба. Đây là tình bạn, còn đây là anh bạn, đúng không ạ? Đó. Любовь sẽ có từ любить, đúng không ạ? Là giống nhau đúng không ạ? Đó. Помогать. À đây còn có từ друг này cũng là cùng gốc với từ друг nữa đúng không ạ? Đó. Помогать, chúng ta xem từ помогать nè, có từ помощь. Đó, đúng không ạ? Đó. Chính vì vậy cho bằng cái cách đó là các em phân biệt chia chúng theo nhóm từ được. Nhưng mà bây giờ cái việc đó để cho các em tự làm, mà tôi sẽ giúp các em hiểu nghĩa của từ là hết là quan trọng nữa nhé. Nào. Дружба là tình bạn, любовь tình yêu, друг anh bạn, помогать là giúp đỡ. Помогать động từ помогать. Я помогаю, ты помогаешь, tôi giúp đỡ, anh giúp đỡ. Они помогают. Игра là trò chơi, игра. Игра và động từ играть có nghĩa là chơi, chơi cái gì đó. Любить là yêu. Дружный là thân thiện. Дружный человек là một người rất là thân thiện.
Письмо là bức thư. Любимый là người yêu. Người yêu con trai gọi là любимый. Người yêu nếu là con gái thì là любимая. Моя любимая là cô người yêu của tôi. Мой любимый là anh chàng người yêu của tôi. Ở trong ở nhà ấy, thì cũng hay gọi nhau любимый. Иди кушай. Anh ơi đi ăn đi. Любимая. Иди кушай. Иди спи. Em ơi đi ăn đi chẳng hạn, người ta cũng gọi любимый, любимая, gọi nhau như vậy đúng không ạ? Gọi nhau chỉ bằng cái tính từ này thôi. Помощь là sự giúp đỡ, играть là chơi, động từ chơi cái gì đó, писать là người, писать, который пишет, từ động từ писать là động từ viết, tạo nên cái danh từ писать là nhà văn, cái người viết gọi nhà văn. Подруга là cô bạn gái, xuất phát từ gì đây? Друг là cô anh bạn trai, подруга là cô bạn gái đúng không ạ? Дружить là kết bạn. Xuất phát cũng từ cái từ дружба này đây, đúng không ạ? Дружить. Писать là viết. Помощник là người giúп đỡ. Это мой помощник, đây là người giúp đỡ tôi, hoặc là это мой помощник, đây là trợ lý của tôi. Ví dụ trợ lý của giám đốc chẳng hạn thì cũng gọi là помощник. Это мой помощник, đây là người giúp đỡ tôi hoặc là người là trợ lý của tôi. Thế vậy thì ở đây chúng ta đã hiểu được nghĩa từ, thế và chúng ta có thể tìm được những cái nhóm từ giống nhau đúng không ạ? Các em hãy viết thành từng nhóm từ ra, thế thôi. Thế còn cái việc đặt câu hỏi nó không quan trọng đâu. Thế nhá, đó là bài ngày hôm nay chúng ta đã đi được khá nhiều rồi, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất là chúng ta bắt đầu được từ bài 15, bài cuối cùng của quyển 1, giáo trình đường đến nước Nga. Xin chúc mừng tất cả các em, những em nào đã học đến bài này cùng với thầy giáo. Và chúng ta sẽ quyết tâm đi hết quyển 1, sau đó thì chúng ta còn bắt tay sang quyển 2 nữa chứ, đúng không ạ? Cảm ơn các em và chúc các em học tốt. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.